Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món nước ép thanh lọc cơ thể và uống giúp đẹp da nha. Mình chuẩn bị là một quả khóm và một củ cà rốt. Bây giờ mình sẽ sơ chế xong rồi mình đem đi ép nè, hoặc là không có máy ép thì mình có thể dùng máy sấy sinh tố mình lọc cho em ơi. Lọc xong rồi bây giờ mình sẽ cắt khóm nhỏ nha các bạn. Cắt khóm nhỏ ra mình bỏ vô cái máy sấy sinh tố mình xoay nha mọi người. Một, hai, chắc cơ, chắc cơ. Chuẩn bị khóm và cà rốt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái máy sinh tố mình đi xay nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye bye. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ cho mình nha. Chúc các bạn thành công nha.